ba mã số ít 15. Âm thanh quá hay luôn ạ. À. Em luôn chuyên B3. Rất vui được test và đóng gửi các bác những đôi loa B3 hàng bãi đẹp nhất. Đây đôi loa B3 mã số X15i bát 40. Đôi loa này em xin được trân trọng giới thiệu là em test đóng cẩn thận gửi cho anh trai có địa chỉ tại tỉnh Tây Ninh các bác nhá. Đôi loa X15i sử dụng bát 40 từ 220 coi 100. Tép từ 17 coi 7,5. Thùng gỗ sơn thần bóng màu đen, đôi loa này 2 phân tần. Các bác của anh em kính mến, là đôi loa B3 X15i thì hiện tại đang có giá là 21 triệu 500 ngàn đồng. Trong thời điểm này thì em đang gọi là giảm giá sâu, giảm giá cực sâu. Giá trong những ngày hôm nay em đang giảm cho các bác của anh em 1 triệu, vậy là giá chỉ còn 20 triệu 500 ngàn đồng các bác nhá. Đấy, giá 20 triệu 500 ngàn đồng trong những ngày tháng 5 này các bạn. Đấy. Và em cũng xin được trân trọng giới thiệu thêm đó là đôi loa X15i này em gửi cho anh trai có địa chỉ tại tỉnh Tây Ninh. Đấy, hay quá đúng không ạ? Thì thường thường giá của nó khoảng tầm từ 500 tới khoảng 800 nghìn đồng tiền trước, có thể lên ra 100 đồng tiền trước. Đấy, nhưng mà em nhận với anh trai là 21 triệu đồng em bao cước cho anh trai luôn. Đấy, bình thường các bác mua với giá 21 triệu 500 tại cửa hàng, nhưng mà giá bây giờ chỉ còn 21 triệu bao cước các bác này. Ok chưa? Đấy. Đây là test một chiếc các bác nhá. Rồi, chúng em đóng xốp rất cẩn thận. Đóng xốp rất cẩn thận các bạn. Đấy, gửi qua công ty vận chuyển thì cho em đóng xốp cẩn thận lắm. Còn đây là những thứ gửi qua xe khách thì em cuốn mới bán thôi. Đây, gửi qua công ty vận chuyển, gửi qua bưu điện, đây đóng xốp rất cẩn thận. Cảm ơn anh trai Cường có địa chỉ tại Trảng Bàng, Tây Ninh ạ. Đấy, ok, cảm ơn anh rất nhiều. Rồi, cảm ơn cả nhà nhé. Các bác có nhu cầu mua sắm các thiết bị đồ điện tử âm thanh, vâng ạ, liên hệ cho em. Đấy, cho em đóng rất cẩn thận các bác này, không ẩu đâu ạ, đóng kín xốp, tránh bị vỡ các bác nhá. Đồ các bác của anh em gửi hoàn toàn yên tâm. Cảm ơn cả nhà nhé. Em luôn chuyên B3, chuyên JBL. Đấy, rất vui được phối ghép và tư vấn đấy những cái bộ karaoke âm thanh để test gửi cho các bác của anh em trên mọi miền Tổ quốc. Cảm ơn các anh trai.